Mỹ Trần bất ngờ thông báo chia tay Hoàng Minh Hưng sau 2 tuần ra về cùng nhau tại tỏ tình Hoàn Mỹ. Mới đây, Mỹ Trần, người đẹp chuyển giới bước ra từ Miss International Queen 2023, bất ngờ thông báo chia tay bạn trai Hoàng Minh Hưng khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng vì cặp đôi chỉ mới quay lại cách đây không lâu. Mỹ Trần và Hoàng Minh Hưng bắt đầu xuất hiện chung thông qua những clip TikTok từ khoảng tháng 6 năm 2023. Cả hai thường xuyên đi ăn, đi chơi cùng nhau và không ngần ngại chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng yêu lên mạng xã hội. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, cặp đôi quyết định tạm dừng mối quan hệ, xóa hết hình ảnh chụp chung. Đến tập 16 Tỏ Tình Hoàn Mỹ lên sóng vào ngày 10 tháng 11 vừa qua, cặp đôi mới chính thức thông báo đã quay trở lại, từ đó đến nay chỉ vỏn vẹn 20 ngày. Cụ thể, vào tối 28 tháng 11, Mỹ Trần chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình với nội dung: "Chào cả nhà, thời gian qua, Mỹ rất trân trọng tình cảm của mọi người dành cho Mỹ và Hưng sau chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Sau một thời gian tìm hiểu và có những lý do cá nhân riêng khiến Mỹ và Hưng không thể đồng hành cùng nhau, nên Mỹ xin thông báo với mọi người là hiện tại Mỹ và Hưng đã chính thức chia tay và cả hai sẽ giữ mối quan hệ bạn bè và tiếp tục ủng hộ nhau như trước đây. Dù chuyện gì xảy ra thì Mỹ hy vọng sẽ luôn nhận được sự yêu thương của mọi người. Mỹ cảm ơn tất cả mọi người. Mong là tất cả sẽ luôn nhìn nhận theo chiều hướng tích cực nhất, không ai là sai cả, cứ xem như là hết duyên vậy, hãy để mọi chuyện trôi qua êm đẹp nhất có thể ạ. Một lần nữa, Mỹ chân thành xin lỗi vì không thể đáp lại sự yêu thương và kỳ vọng của mọi người." Ngay dưới phần bình luận, khán giả tỏ ra vô cùng tiếc nuối và không giấu nổi sự bàng hoàng, bất ngờ khi cặp đôi đột ngột đường ai nấy đi sau cái kết có hậu tại Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Dù vậy, cộng đồng mạng vẫn rất yêu thương, ủng hộ và tôn trọng quyết định của cả hai. Về phần Hoàng Minh Hưng, nam người mẫu đang giữ thái độ im lặng, chưa có bất cứ chia sẻ nào về chuyện này. Minh Hưng chia sẻ, từng thấy Mỹ Trần xuất hiện tại Tỏ Tình Hoàn Mỹ. "Anh biết người đẹp chuyển giới đã đến đây vì mình. Sở dĩ trước đây, cả hai từng có thời gian ngắn tìm hiểu nhau, song sau đó, anh chọn im lặng thời gian dài." Hot Boy sinh năm 1998 cho biết, mặc dù còn thương nhưng khó để gia đình anh chấp nhận chuyện tình cảm của cả hai. Cũng chính vì thế mà Mỹ Trần đã đến với chương trình để tìm kiếm câu trả lời cho mối quan hệ này. Minh Hưng thừa nhận, mình vẫn còn tình cảm với cô, nhưng gia đình anh chàng chưa chấp nhận được sự đặc biệt của cô. Vì vậy, ngay lúc ghi hình, Minh Hưng vừa khóc vừa gọi điện cho mẹ thuyết phục để được tìm hiểu Mỹ Trần. Cuối cùng, nam người mẫu đã được gia đình đồng ý nên nhanh chóng nhận lời tỏ tình của Mỹ Trần và cùng nhau rời khỏi chương trình. Sau chương trình, Mỹ Trần cũng thẳng thắn nhắc đến gia đình bạn trai. "Dù quá khứ con có đặc biệt như thế nào, thì hiện tại và tương lai, con sẽ luôn phấn đấu phát triển bản thân mình thành phiên bản tốt nhất. Cảm ơn hai bác vì đã thấu hiểu cho câu chuyện của tụi con." Sau khi tập 6 được phát sóng, câu chuyện của cả hai trở nên viral, đặc biệt là khoảnh khắc Minh Hưng bật khóc nói ra tiếng lòng của mình. Khán giả bày tỏ sự thấu hiểu cho đàn trai nhưng cũng xót xa và thương cho đàn gái. Cái kết có hậu của cặp đôi tại chương trình khiến cho ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Mỹ Trần là cái tên từng gây bão một thời gian dài khi Miss International Queen Việt Nam, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 lên sóng. Người đẹp sở hữu gương mặt xinh đẹp, tự nhiên, vóc dáng chuẩn với chiều cao 1m75. Không những thế, cô nàng còn có học vấn tốt, cùng lối ứng xử rất khéo léo, nên trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, Mỹ Trần được khán giả vô cùng yêu thương và ủng hộ.